ngoài trên đường đi Hamilton nha, đến nhà một người anh, nhà tạm cho ảnh. Tại mùa dịch thì mình chưa có cửa lại chỗ tiệm của mình đâu, nhưng mà thấy người anh này cũng hơi năng khiết nên mình quyết định lại tới chỗ của ảnh, mình giúp ảnh thôi. Ok, mình đang đi nha các bạn. Nhưng mà mình không đi Niagara Falls, mình ghé lại Hamilton thôi. Thì chạy khoảng 5 phút hay 6 phút nữa là có cái cầu của Burlington, xong rồi có cái đường exit, xong mình đi vô đến tới nhà của người anh đó. Đó các bạn thấy không? Giờ mình quay cho các bạn cảnh qua cầu nữa. Cái cầu tôi nói cũng bự các bạn, nó cũng lớn lắm à. Các bạn thấy hồ Ontario. Hồ Ontario này là chạy tới Niagara Falls luôn các bạn. Không thấy bờ các bạn. Đó. Cầu này là cầu Burlington các bạn ơi. Nếu các bạn chạy thẳng thêm nửa tiếng nữa là tới Niagara Falls rồi. Nhưng mà mình không đi Niagara Falls. Mình vô exit, mình đi Hamilton nha. Ok. Chắc 10 phút nữa mình tới rồi. Kế bên đó là nhà máy lọc dầu hay là gì á, thì mình không biết, nhưng mà bữa nay nó không có làm gì. Đó các bạn thấy không? Khoảng 3 cây số nữa thì mình dùng quẹo về exit rồi nha. Anh là các bạn, nhà máy lọc cát, lọc dầu gì mình không biết, nhưng mà bữa nay không thấy ai làm việc hết các bạn ơi. Thường thường nè, mỗi năm tháng này mình đi Niagara Falls rồi, nhưng mà năm nay ở nhà không à, hết là mùa dịch đó các bạn thấy không. Nếu mà các bạn cứ tiếp tục hành trình như thế này thì mình tới cửa khẩu của biên giới Mỹ luôn á. Giờ mình quẹo vô exit các bạn. Exit này là mình đi ghé tại Hamilton nha. Đó.
chạy khoảng 9 phút nữa là tới rồi. Ở nhà người anh đó, ở Hai Mình Kinh. Zoe Sydney là gần tới các bạn, còn 600m nữa là vô kỳ Sydney là mình gần tới rồi đó. Use the middle lane to take the King Street exit. Sự nếu mà nói ta tính từ nhà mình chạy xuống đây khoảng 1 tiếng 30 phút rồi luôn các bạn. Turn left onto King Street East. Cái đèn xanh đèn đỏ mặt trước mình thấp qua phải là được rồi đó. Ở trong GPS nó đã chỉ mình thành rồi. Đó cậu vô mua phải uống đi. Take the next right onto Meritage Lane, then turn left onto Nashville Circle. Nói các bạn gần tới nhà người anh của mình rồi nha. Turn left onto Nashville Circle, then your destination will be on the right. Nó. Tới nha các bạn. Hả? Gì không? Thì đó, ở dưới đó mà. Như con. Thôi mượn không? Đây, 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 đi. Nói các bạn đó, đi làm xíu các bạn. Các bạn, mình giúp anh trai mình chút xíu nè. Anh trai mình tặng cho mình nha. Đó, thấy không? Ok. Đồ nghe mình làm xong rồi. Ok, thì tới đây xin nói mình cảm ơn anh trai của mình nha. Ok, bye anh trai, bye.